Đoạn video trên trang Twitter của Sở Cảnh sát Los Angeles quay cảnh Zamuka đứng hát say sưa ở trạm Koreatown thu hút hơn 1,1 triệu người xem. Emily Zamuka từng bị trộm lấy mất tài sản lớn duy nhất, cây violon trị giá 10.000 đô la. Cô bị đẩy khỏi xe buýt đến nỗi gãy cổ tay, phải ngừng sự nghiệp chơi đàn và mắc nhiều căn bệnh nặng, và cuối cùng không thể tự trả tiền thuê nhà, trở nên vô gia cư. Thật không thể tin rằng điều đó đã xảy ra, bởi vì điện thoại của tôi không thể truy cập mạng. Vì vậy, bỗng một ngày, có người gọi cho tôi và nói rằng, này, cô đang ở trên TV đấy, và rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Hiện tại, hàng trăm fan hâm mộ quyên góp được 67.000 đô la cho Zamuka. Bà thậm chí được mời đến hát tại buổi trình diễn trên sân khấu lớn tại quận New Little Italy, New York. Nhà sản xuất âm nhạc Joel Diamond đã ký hợp đồng với Zamuka thu âm một số bài hát kết hợp nhạc cổ điển và EDM, và album đầu tay mang tên Paradise của bà sắp được ra mắt.